tầm quang chiếu bao la thế giới, vầng nguyệt soi trói ngòi nam thiên, ngồi đền thờ phong nghi nguyệt vô biên. Đền thờ phong nghi nguyệt vô biên, gió thu dịu dắt chuông thiền nhật khóa, niềm trình đáng nhớ xưa, tích cũ chốt lạc châu, thủy tu sơn tinh đồng cuồng, công chúa giáng sinh. Vào lãnh tộc phúc nghi lành quyền cao, điềm sao y màn đi trao dưới trướng chúa giáng trần, thoáng nghi thoáng mùi nhang hào hoa sang nghi khắp bốn phương. Công chúa ai đường sánh thầy, hằng trải trước đêm ngày, dương dục giá so bằng vàng ngọc, nết na gương tình sao đầu cân hà. Phấn tộc nghi đà sợi vân, giang thanh tân dịu dàng cách điệu, đóa phù dung dương níu nhơn nhớ, về nào mà chẳng trai nữ, hoa xuân mới nhú nguyệt lì thu đương tròn. Bé nào mà chẳng trai lỡ, qua xuân mới nhung nguyệt thu đương tròn, giá so bằng kim môn ngọc bệ, nét đan thanh ai vẽ cho in, gồm nó tư đức dung uy. Tính dung nhi
ông tự ghi sánh bì Tây Phương. Giá so bằng kim môn ngọc bì, nét đan anh ai vẽ cho yên, gồm no đức nghi tinh dùng. Coi mắt thần phút ni lại lên tiên thần thông biết hóa vô biên nhờ. Thần thông phàm trần ai biết phép tiền ẩn trên đông phương sơn thủy hữu tình chúa thường chắc giang thiên hình bách ba dành tiền chúa chín ngàn đừng nấy hoa phép màu đã dậy thần cơ. Chi sông bờ sông nghi dâu này khắp đâu đâu lức nghi danh tiên thần nữ từ lê chiều cuộc nghi sư còn đi danh đường làm bắc trung nghi kỳ. Sung ai đi tìm ý à
quang minh chứng đàn duyên nga thích tăng cung giảm kim phúc hoàng thân cận thánh chúa thiên trung vương nghi ý à. Tốt tươi tự cho con phúc lộc được hơn người vinh hoa phú quý đời đời vẻ vang tự cho con ra sự bình an ý à ý. Bao son sắc tốt tươi rườm rà nên trên ngàn nên trên ngàn năm qua nhiều hoa chúa bà đốt thuốc vào da sơn chiều chiếc phủ mây làm chiếu lục đèo à. Đăng tòa sáng sáng soi trong đền tiền chúa đẹp làm sao đẹp làm sao anh nghi đăng tòa sáng soi trong đền soi trong đền nơi chúa đẹp làm sao lộc tài chúa mới thánh tín Phật đồ bán ra hàng thầy bán cho tiền tốt mua dây vòng lọc người cho lắm về đường đánh cho nhiều bán cho đồng dài nhật sang nhiều còn nhang khói cùng thờ 30 mùng 1 ngày 14 hôm rằm 30 mùng 1 hôm rằm 14 yêu ai ngày yêu ai yêu ai tài lộc chúc mùa đi con hoan được vào bàn đền đây sớm tôi ra vào cúi xin tài lộc ngạt ngào và hoa giáp đồng tay múa miệng ca bè ba dòng xa ê a tiếng vì là vui mùa ca bạn đến đây tôi ninh đi hài hòa sao chưa gặp nơi chim oanh đang níu đồ rộn ràng gật tiếng ca vang hôm nhi nay văn sớ dâng trình dâng lên cho tới các các tòa để từ con đây có sơ dầm lên ý à chân người đã bước tới đây xeo mầm nhân như bắc như cầu vinh hoa đẹp như sao bắc đầu ngân hà
trăng rằm tháng tám như là ánh sao xa. Ý à ý à. Tiếng ngân sơ điệp dâng lên đi, Chúa về Chúa chứng chúc tâm cho lòng thành, Chúa đổ cho đệ tử bình an. Cho trăm họ giàu sang những đời đời, đẹp cho trăm họ những đời đời giàu sang. Tam quang chiếu bao la thế giới, vầng nguyệt soi chói nòi nam tiên, tin thờ phong nguyệt vô biên. Ý à, thanh gia hồi cùng tam vị chúa thiên tiên dâng văn, tam vị chúa thiên thịnh nghi chúa đệ nhất trên tây hiền giáng đồng. Cố chiều kinh lý chẳng nên, sắc phong thường đằng mở nguyệt đề tối kinh tây thiên tam đạo địa kinh. Thạch nghi bàn chúa ngự, cành nghi thanh nhiệt mi màu, nén nhang thơm thạch nghi kính quỳ tâu, tiến dâng nhất bàn văn ni châu chúa tiên, dâng văn chúa bàn đệ nhất tây thiên. Ý quyền hoàng gia đại đình tam đào quê ý. Dương già tốt tươi dạo chơi, lòng đi nước đôi lời.
non nước đôi lời khi sáng cao mày lúc trời nguyệt ngò có đèn chuông thank you.
đắng ngái thấp thoáng bên đầu. Sông đăng tin Chúa đang mưu hầu mẫu vương, nhát trông xa sang cửa hào quang. Sông đăng tin Chúa dịu dàng khoan thai, đứng nghi đai vạt ngắn vạt dài, tay cầm đôi đuốc chân đi ai sao hoa. Hôm nghi này đoàn giá Chúa về đây, y y a y y a. Soi về sơn trang, soi trong làm thiệt, soi về sơn trang. Lộc nghi tài tiên Chúa an gia, bốn phương ngồi họp đem qua về đền này. Bán cho tiền tốt mưa dày, bông lộc cho lắm về đến đây càng nhiều. Bán cho dài nhất sang nhiều, bông lộc cho nhiều năm ngoái năm xưa. Đệ tử con khuya sớm phụng thờ, 30 mùng 1 ngày 14 hôm rằm. 30 mùng 1 ngày rằm 14. Sớm chiều ta ta đôi tay khơi bề bạc rừng vàng, đẹp cho chắp họ giàu xa đời đời, đẹp cho chắp họ đời đời giàu xa. Đại đình tam đào quê nhà, thông gieo chúc hóa dường già tốt tươi, dạo chơi non nước đôi đời, y y a y a. Thánh gia hồi cùng nguyệt đồ dâm văn tin Chúa bói, nguyệt đồ bắc giang yên thế là người thần tiên. Ai lên tới cao sơn bạch mã hỏi thăm đền thờ Chúa Nguyệt nơi nào, xuống gà phố kép mà đi vào. Lời thơ liễu rủ
đôi hàm mảnh buông. Trên cây cao đàn chim buông bay nhảy, dưới chân đèo suối đầy khúc hành vân, nghe như gió chuyển mây vần. Gần xa cúi đầu bay biết hỏi thăm rằng ai biết ai ngay sơn lâm rừng vong chốn này. Rừng vắng chỗ này đã danh nghiệt đứng từ ngày hậu đi. Chốn rừng thì có nhà tích thiệt mà coi tuần ứng hiền hoa khai, sinh ra tiên nữ kỳ tài. Nhiều khi sầu khổ cốt xưa tay ngơ kim đi vô có mấy ai chắc là tiên nữ trên trời. Tiên nữ trên trời vì duyên hay lỡ xuống nơi phàm trần, quả như lời sóng nghi thân than thở gặp được thần vốn đi ở núi danh thương người thiếu thảo hiền lành. Mười phân vẹt đi mười
điềm đánh giữ điềm trong phù điềm què linh thiêng bói phép kỳ đại chắc xanh nghi đàm bông trời ba tiền đài gieo què húc nghi an đều huy thương đài gieo què bắc làm ái hùng chôn kinh nghi đô lấy lưng từ đây danh tiếng đồn đã dày nơi nơi đêm đêm ngắm ánh sao trời dân ốc tôm cua cá giò đen nghi đủ mùi.
ngự chốn nào vắng vẻ thì ưng. Rừng già sương phủ tuyết đông, muốn vào bãi thỉnh nhiên thì bà không cho vào. Chân người đã bước tới đâu mở lòng nhân nghe bắt nhịp tàu vinh hoa. Chúa đẹp như sao bắt đầu cân hà ý à. Ngân là sẽ dâng lên Chúa chính chúng tâm cho lòng thành nhịp. Chúa đủ cho tài lộc thêm người độc tài phú quý vinh hoa, đủ cho con nhìn cửa yên nhà ý à ý à. Cho các thế đời đời giàu sang. Lộc tài Chúa mới ban ra, thánh thiêng Phật đồ ban ra hàng ngày. Ban cho tiền tốt lúa dày bọc lọc, nghỉ cho lắm về đến đánh cho nhiều. Ban cho đồng dài nhất sang nhiều ý à. Ai cầu đào khắp miền thì ai. Chúa tôi đây còn kén người tài, chứ không kén kẻ. Đơn sai hai lời. Chúa bắt đồng một ni đời thờ Chúa, cơm của Chúa thì chẳng nghĩ phải cho dân, ăn không nghĩ no sự thì đừng. Lộc của Chúa chớ ham mà lại, danh của Chúa chớ lạ mà theo. Trước là duyên Chúa tôi gieo ý, 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 ý. Thank you.
trước là duyên Chúa tôi gieo, sau là nghiệp Chúa bắt đeo vào lòng. Kẻ bề tôi trung thành chính giả, không dám hành dám lợi bỏ đi, ai đắc ai thoát mặc vì kế ai. Vì một nết lòng một già, cả khi sang hèn giàu hay nghèo Chúa đều không phân thị, già hay trẻ Chúa chẳng phân vân. Dòng nghi chơi khi Chúa giao về phù phúc linh nghi, anh ninh giá mừng chính ngôi khuôn phu đệ tử tiến xuân thọ trường. Cái hung vi cát to thì sớm chiều ai cực kỳ vinh hoang, thân gặp dự ứng phù chi bảo, tâm bất an ngự giáo khuyên ghi, gặp cơn tai họa bất kỳ phù chỉ gia hộ, cho đến khi thái hòa thành ra hồi cùng. Cao mãi quê nhà lâm thao, cao mãi quê nhà anh linh chắc giang, Chúa bà đệ tam quyền anh cai quản sơn trang. Quyền anh nghe cái quán sơn trang đi, sơn trang các gặp xa cần làm tôi anh mình dậy khắp núi cười. Chỉ Chúa giáng trần dẹp lũ tà tinh, Chúa xài vạn y vạn tinh hùng. Chú ngắm xem mơ khắp mơ hết gần xa, cao chùa hương tịch nghi, thật bà quan âm thần thông, lắm phép thiện hợp màu.
xem khắp hết gần xa. Về chuồng tích lấy bà quan đâm, lấy một lòng bộ đạo nhất tâm, quy y Phật tổ thần thông nhiệm bầu. Ý à ý vì đồng dân tiến tuân nhang dựng nên tam tạo. Bài sai văn vàng binh hùng ấn vào áo thắm dịu dàng bước ra, đồng nghi phương cô cả hai hoa. Ơi à lệnh chúa sai vạn vạn binh nghi hùng nghề, gần xa đâu đó dốc lòng không sai, ngày chúa đi gặp bốn phương trời. Ý à lá tích tam cung giảng tin phục hoàng lần tản thánh chúa tin trung đường. Ý à đêm đêm đốt thuốc đi rừng, ta nghe tiếng ngư thú rừng nghề gọi nhau, ánh đuốc tiên sáng to trong đèn làng. Lệnh sai vạn vạn binh hùng sẽ ra hồi cung, năm phương nghi lâm miêu dấu rằng đền thơ bản cảnh nghi tiền làm dân hoa. Quyền cái ba bốn năm phương nghi đông tây nam bắc nghi trung hương nội thành, đền thờ chúa ám thanh cảnh vắng cảnh lâm tục cảnh hai xuân sao đổi bền long hồ chúa giàu. Ý cổ thụ cốt xanh nghe sao dường ra, nay giữa nửa đêm cánh nghi ba giờ tí hiện ra người mỹ nữ thần tiên, non dầu áo huy trắng dày y cườm tí. Chơi khắp hết bốn năm mi phường thì y thành, gọi phu xe trả cho tiền giấy, thầy chúa bà tay lên miệng vạn chúa thường cho những nghi kẻ thơ hàng. Thank you.
nay biết Chúa xa lộc tài ơn xưa. Phút biến đi về nơi bàn cảnh say có cô làm tô nữ dâng hoa riêng ngài nào ban Chúa bà đi. Được đi đa lộc đi tài, còn ai mà thật ni hứa đơn sai thì Chúa sai thì đừng dám ba hồn về tí. Sơ nguyện như ý, chức nghi tâm cho đông. Nay biết Chúa ra, thành nghi tâm Chúa độ con hay ngà. Bác nghi vô cửa Thiên Chúa cho trăm chứng ngàn nghi viên ý. Cốt cách hình dung danh nghi thường Thiên Chúa khắp vùng ai qua ý. Làm ai bước trong người sớm trang tình tình hay
bằng chục nghi bằng rằng bằng tam nước được tam như tràng ngàn đi cũng có phen sung tay đi tầm bờ có phen sung tay đi tầm đi mùa nào bằng chức ngái tầm đi về ngàn dù có thì sẽ lắm trong nhan thập kỳ chưa chút về chị đàn chiến ta biết ta cũng giảm kinh thực hoàng lập đặt ánh chúa thiên trung vương vì đầu chứng lễ chứng tâm phương phù để đứng muôn phần tốt tươi đồ cho con được tài lộc hơn người vinh hoa phú quý đời đời vẻ vang bóng bóng giang hàng tiền nữ hôm nay bạn đến đây bóng giang giang làng tiên nữ hôm nay về về bạn đến đây nhân sơ đẹp dâng lên chúa về chúa chứng chứng tâm trong lòng thành nghi chúa độ cho đệ tử bình an vì đồng nam nễ mờ ho ban cho đệ tử muôn phần tốt tươi đồ cho con phúc lộc được hơn người vinh hoa phú quý đời đời vẻ vang đi tới đâu có đón hoa chào chúa về bách nhiều sớm chiều cả vang đôi tay khơi về bạc rừng vàng đẹp cho trăm họ giàu sang cứ đời đời đẹp cho các ghế đời đời giàu sang rồi tu xe cha cho tiền giấy ai thấy chúa bà tay nầy giữ niềm vang chúa thương cho những kẻ cơ hàn nhất tâm hầu chúa được đề đã lộc tài dâng nghi văn bàn canh chúa bà ngũ phương thánh chúa ngự tòa tiên cung thanh tần cốt cách hình dung danh thơm thiên chúa khắp vùng ngãi qua tiếng đồn trong bắc ngoài nam phương tập hướng thì mọi đàn yêu đâu đông phương chùa giác ngự điện lầu đông phương giác ngự điện lầu xem trong bốn bề để cứu cầu chúng sinh đi thập phương huyền hách
thanh nịnh tẩy dao mã thai hiền hình bách nhân. Bốn quan được vào ban đền tây dương tối ra vào cúi xin tài lộc ngàn hào quả hoa giáp lồng tay múa miệng ca bẻ ba dòng xa ê a dòng tài xuống với ban ra thánh tiếng phật đồ bán ra hàng ngày ban cho tiền tốt mua dây bồng lọc nghỉ cho lắm về đền tây cho nhiều ban cho đóng dài nhật sang nhiều ý nhà nhất sang nhiều lộc tài cho nhiều năm quái năm xưa thành đồng còn nhang khói cùng thờ 30 mùng 1 ngày 14 hôm rằm 30 mùng 1 hôm rằm 14 đến thờ chúa an thanh cảnh vắng cảnh lâm tùng cảnh nghi lạ sinh sao đôi bên nòng hộ đua vào ý, 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 ý. Đôi bên nòng hộ đua vào có cây cổ thụ xanh sao dường già gọi cô xe trả cho tiền giấy thấy chúa bà tay lấy miệng phát đi ý à ý ý thành ra.